Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Ngày 25 tháng 11, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu EU đang diễn ra tại Bruxelles, Bỉ, 27 nước thành viên EU đã thông qua các điều khoản của thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit. Theo thỏa thuận, giai đoạn chuyển giao Brexit có thể kéo dài cho đến cuối năm 2020. Ngày 26 tháng 11, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho biết, trong năm 2017, mức tăng trưởng tiền lương toàn cầu ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và thu nhập của phụ nữ ít hơn nam giới tới 20%. Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Buenos Aires trong hai ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12. Thượng đỉnh G20 năm nay được cho là một trong những hội nghị quan trọng nhất kể từ năm 2008 khi các thành viên tìm cách kiểm soát cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các thị trường tài chính và hàng hóa trên khắp thế giới đang dõi theo kết quả của sự kiện năm nay, đặc biệt là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mới đây, chính phủ tương lai của Mexico đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ để người xin tị nạn có thể ở lại Mexico trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ. Đây có thể xem là một sự thay đổi quan trọng trong lập trường của nước này trong vấn đề nhập cư và là một thắng lợi quan trọng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Microsoft đã trở thành công ty có giá trị nhất ở Mỹ với 753,3 tỷ đô la Mỹ giá trị vốn hóa thị trường khi lần đầu tiên vượt qua Apple kể từ năm 2010. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, từ ngày 18 đến 19 tháng 11, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông Medvedev từng thăm chính thức Việt Nam vào năm 2010 trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga và hai lần thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng là năm 2012 và năm 2015. Những chuyến thăm cấp cao liên tục diễn ra giữa hai nước trong thời gian qua cho thấy mối quan hệ giữa hai nước vô cùng quan trọng và gần gũi. Thế giới sự kiện tuần này sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về chuyến thăm cấp cao lần này. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ tư từ ngày 18 đến 19 tháng 11. Hai bên thảo luận các vấn đề quan trọng trong hợp tác Việt-Nga về thương mại, đầu tư, công nghiệp và năng lượng. Đặc biệt, hai nước đã cam kết tăng gấp 3 lần kim ngạch thương mại song phương từ 3,55 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực năng lượng, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác song phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng đồng chí đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển năng động, hợp tác ngày càng hiệu quả. Chúng tôi đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tháng 9 2018 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Tôi xin nhấn mạnh rằng các công ty dầu khí của Nga và Việt Nam đang hợp tác rất thành công. Tôi hy vọng các mối quan hệ này được phát triển và củng cố hơn nữa. Chính phủ Nga đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án mới, kết hợp giữa các công ty như Gazprom, Rosneft, Zarubezhneft, Petro Việt Nam và các công ty khác. Ngoài ra, hai bên xem xét tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng chung, các dự án công nghệ cao, giáo dục và nhân đạo, bao gồm cả việc tổ chức năm chéo, năm Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga trong năm 2019, nhân kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga 1994-2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1950-2020. Đã có 15 văn kiện được ký kết về hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, ngân hàng và an ninh thông tin. Hai bên nhất trí tạo động lực cho Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam phát huy hiệu quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Medvedev cũng hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tại các cuộc gặp tiếp xúc, lãnh đạo Việt Nam và Nga đã trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững. Để làm rõ hơn về chuyến thăm này, mời quý vị cùng gặp gỡ đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov. Cảm ơn đại sứ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn đại sứ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Ông có thể cho biết mục đích và ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Dmitry Medvedev đến Việt Nam lần này không ạ? Hôm nay tôi rất vui được gặp các khán giả ở truyền hình kênh VITV và chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi về kết quả chuyến thăm đến Việt Nam gần đây của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Tôi muốn nói rằng việc trao đổi các chuyến thăm của chúng ta ở các cấp cao nhất hay cấp cao là thường xuyên. Đây dù sao vẫn là chuyến thăm đặc biệt vì có hai lý do cơ bản. Lý do thứ nhất, đây là chuyến thăm đầu tiên sau khi hình thành nội các mới của chính phủ Nga. Và không phải ngẫu nhiên mà ông Dmitry Medvedev đã mời ba thành viên hàng đầu của nội các tham gia phái đoàn chính thức. Đấy là Phó Thủ tướng Akimov, là đồng chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Thương mại, Kinh tế và Khoa học Kỹ thuật và hai Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông. Rõ ràng là chúng tôi rất quan tâm đến các vùng Viễn Đông rất giàu có và đầy hứa hẹn hợp tác tích cực hơn với Việt Nam. Và Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Truyền thông đại chúng. Đây là ngành hiện đại nhất, có tầm quan trọng lớn lao không chỉ với Nga mà còn Việt Nam. Vì vậy, đây là chuyến thăm đặc biệt. Và tôi muốn nói ngay rằng nó sẽ kết thúc thắng lợi. Vậy những kết quả nào đã đạt được trong chuyến thăm lần này thưa ông? Như chúng ta đã biết, cách đây 2 tháng đã diễn ra chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Và chính kết quả của chuyến thăm này đã ký được gói tài liệu rất lớn, gồm hơn 20 hiệp định khác nhau, như các hiệp định liên chính phủ, liên ngành và các công ty. Vì vậy, lần này chúng tôi chỉ giới hạn xem xét cụ thể toàn bộ phổ quát các mối quan hệ của chúng ta và đánh giá lại những tiến bộ sau kết quả chuyến thăm vừa qua và đâu là những khó khăn còn tồn tại. Và điều quan trọng nhất là tìm cách giải quyết các vấn đề mà chúng ta gặp phải. Trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga, chúng ta luôn thấy là hầu như mỗi năm đều có một chuyến thăm cấp cao được thực hiện. Vậy thì điều này nói lên điều gì trong quan hệ hai nước ạ? Về thực chất, các cuộc gặp cấp cao mang tính thường xuyên, như tôi đã nói. Năm nay chúng ta đã làm việc rất tốt và chúng ta đã tổ chức một loạt các chuyến thăm. Và vào cuối năm nay, chúng ta cũng sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến thăm cấp cao như vậy. Vào cuối tháng sau sẽ diễn ra chuyến thăm chính thức của người đứng đầu Quốc hội chúng tôi. Quốc hội của chúng tôi gồm hai viện. Đây sẽ là Chủ tịch Duma Quốc gia, ông Vyacheslav Volodin. Chúng tôi hy vọng rằng chuyến thăm cũng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển hợp tác liên quốc hội và sẽ giúp chúng ta thúc đẩy các thành viên quốc hội giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước. Mục đích những chuyến thăm như vậy là để tiến hành đánh giá xem những gì ở chúng ta phát triển tốt, nơi nào có những khó khăn, tìm cách giải quyết những khó khăn ấy, tìm kiếm các hình thức hợp tác mới. Trong trường hợp này, qua kết quả chuyến thăm đến Việt Nam của Thủ tướng Dmitry Medvedev, chúng tôi đã không chỉ thảo luận các lĩnh vực hợp tác truyền thống của chúng ta như năng lượng, dầu khí. Về mặt này, chúng ta đã thực hiện thành công trong nhiều thập kỷ. Hệ thống giao thông, ngành chế tạo máy, lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt gần đây, hợp tác nông nghiệp giữa chúng ta phát triển tốt và lĩnh vực ngân hàng. Tôi vui mừng muốn nói rằng, theo kết quả năm nay, ngành du lịch của chúng ta phát triển tuyệt vời. Điều này rất quan trọng đối với Việt Nam và Liên bang Nga. Năm nay, theo kết quả năm, tôi nghĩ chúng ta sẽ lập kỷ lục tiếp theo về số lượng khách du lịch Nga đến thăm đất nước tươi đẹp của các bạn, hơn 700.000 người. Qua kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận về các chủ đề rất mới và hiện đại. Trước hết, đấy là công nghệ cao, hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân. Tôi rất vui vì ở đây chúng ta đang tiến lên phía trước. Ngoài ra còn hợp tác trong lĩnh vực chính phủ điện tử. Còn một điều quan trọng là sau các cuộc đàm phán của những người đứng đầu chính phủ, các chỉ thị đã được giao cho các bộ và các ngành. Đây là động lực mạnh mẽ cho phép chúng ta thi hành nhanh hơn các thỏa thuận đã đạt được. Lịch sử cho thấy mối quan hệ giữa hai nước luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử. Dù vậy, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Nga thời gian qua được xem là chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần 2 của chương trình. Quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã được thử thách qua thời gian, đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, nhân đạo. Quan hệ chính trị với độ tin cậy cao ngày càng được tăng cường thông qua cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương thường xuyên ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược. Trong lĩnh vực kinh tế, theo số liệu của Bộ Ngoại giao, hiện Nga đứng thứ 23 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 116 dự án và tổng số vốn đăng ký 990 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có 22 dự án đầu tư vào Nga với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ.
Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu chính thức có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng nhanh với tốc độ hơn 30% một năm. Kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2017 đạt mức 3,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 31% so với năm 2016. 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017. Tuy vậy, kim ngạch song phương hiện rất khiêm tốn so với tiềm năng của hai nước và cũng nhỏ bé so với mức độ hợp tác về chính trị Việt-Nga. Cái hình thức tức là thanh toán giữa hai bên là cũng rất là khó. Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Nga ấy, thì Nga bây giờ là hầu như không sử dụng đồng đô la Mỹ đấy, mà sẽ sử dụng đồng rúp. Thế nhưng mà cái cơ chế chuyển đổi đồng rúp để mà quay trở lại cho Việt Nam như thế nào thì cái ấy, cái ngân hàng ấy làm việc nó cũng chưa được hiệu quả. Khó khăn trong cái khâu gọi là gì, tâm lý khách hàng. Đặc biệt người Việt chúng ta chưa thật làm quen với tâm lý tiêu thụ của người Nga. Người Nga vừa rất dễ, lại vừa rất khó. Đừng có nghĩ người Nga nghèo. Người Nga đòi tiêu chuẩn rất cao, ngang với châu Âu, ngang với Mỹ. Một số nguyên nhân khác lý giải cho điều này là hai bên vẫn chưa có những cơ chế hữu hiệu để phát huy những tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Doanh nghiệp hai nước còn thiếu thông tin về nhau nên chưa có đủ độ tin cậy trong giao dịch thương mại. Do vậy, các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp của hai nước cần quyết liệt tích cực tìm kiếm những phương thức hợp tác mới, có tính khả thi cao, có lợi cho cả hai bên, đặc biệt cố gắng tạo những điểm đột phá. Với mối quan hệ chính trị ổn định và thân thiện như hiện nay thì hiện doanh nghiệp của hai nước đang phát triển như thế nào thưa ông? Tôi hài lòng với sự phát triển quan hệ thương mại kinh tế, hợp tác đầu tư trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam có hiệu lực, trở thành quốc gia đầu tiên ký kết hiệp định tương tự với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Đây là thị trường chung của chúng ta, liên kết 180 triệu người, và hiệp định này đã cho thấy những kết quả tốt trong hai năm qua, cả về phát triển quan hệ thương mại và kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung, cũng như về mặt song phương giữa Việt Nam và Nga. Chúng tôi rất hài lòng rằng sự tăng trưởng thương mại hàng năm trong hai năm qua là khoảng 30%. Điều này gieo vào tôi niềm tin rằng chúng ta đang và sẽ thành công với mục tiêu do các nhà lãnh đạo chúng ta đặt ra là tăng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ đô la vào năm 2020. Năm nay, theo thống kê của chúng ta sẽ vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ. Tôi lạc quan về sự phát triển các mối quan hệ trong lĩnh vực này. Tại sao lãnh đạo của hai nước lại cho rằng quan hệ thương mại giữa hai nước chưa xứng với tiềm năng ạ? Lãnh đạo của chúng ta thực tế luôn nhấn mạnh rằng mức độ quan hệ chính trị, mức độ tin cậy giữa chúng ta cao hơn nhiều so với cơ sở vật chất của các mối quan hệ. Cụ thể là thương mại, kinh tế, đầu tư. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa có tính đến tiềm năng của hai nước chúng ta. Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động hơn cả trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng nếu chúng ta so sánh các chỉ tiêu thương mại giữa hai nước chúng ta đối với các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, thì tất nhiên chúng ta có một khoảng rộng bao la để phát triển hợp tác trên thực tế trong tất cả các ngành của nền kinh tế. Vì vậy, cần tận dụng tối đa mọi cơ hội để tạo ra động lực mới cho sự hợp tác thực tế. Tôi tin chắc rằng có hai lĩnh vực mà chúng ta phải tận dụng ngoài việc hợp tác giữa hai chính phủ, các bộ, một tiềm năng rất to lớn trong hợp tác liên vùng. Điều này có nghĩa là sự tham gia của các bộ ngành cũng phát triển năng động và có nhiều khoảng không bao la cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Và lĩnh vực thứ hai, ngoài các doanh nghiệp thương mại quốc gia, các doanh nghiệp nhà nước, chúng ta cần tận dụng tối đa các doanh nghiệp tư nhân. Tôi rất mừng vì chúng ta có một trong những điển hình đầu tiên như vậy, chính là công ty tư nhân Việt Nam, tập đoàn TH Chumil, đang đầu tư mạnh vào sự phát triển nông nghiệp ở Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và thu được kết quả tốt. Trong chuyến thăm tới Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, ông đã đến thăm tỉnh Kaluga, liên kề Moscow. Ở đây chúng tôi đã tham gia lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng doanh nghiệp chế biến sữa rất lớn. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây là một ví dụ tốt cho các doanh nghiệp khác để họ tích cực đến Nga hơn, để họ thấy rằng ở chúng tôi có rất nhiều cơ hội, không ngại làm việc tại Nga. Điều quan trọng nhất là tự tin và tìm kiếm sự thích hợp của họ. Tôi tin rằng thành công đang chờ đợi họ. Thưa đại sứ, lĩnh vực nào sẽ được hai nước thúc đẩy trong tương lai ạ?
Nếu nói về những nhiệm vụ nào cần được đặt ra, thì tất nhiên là phát triển hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực truyền thống. Như tôi đã nói, chúng ta có tiềm năng tốt, trước hết trong lĩnh vực năng lượng, nơi chúng ta đang tiến lên phía trước. Năng lượng không chỉ là dầu khí, mà còn cả năng lượng điện và các dạng khác. Nga có nhiều đề xuất cho Việt Nam, trong đó những nguồn năng lượng phi truyền thống như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hạt nhân. Tôi đã đề cập đến lĩnh vực chế tạo máy. Chúng tôi đã nhận được những đề xuất rất thú vị về sự tham gia của các công ty có uy tín quốc tế của chúng tôi vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn như xây dựng tàu điện ngầm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hiện đại hóa đường sắt. Tôi nghĩ rằng nền kinh tế Việt Nam cần lĩnh vực đường sắt hoạt động tích cực, được hiện đại hóa để vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa, trong đó sang Liên bang Nga và các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu. Nói tóm lại, không bao giờ hết việc. Là đại sứ tại Việt Nam, ông có kế hoạch gì để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước ạ? Tôi đặt ra cho mình những nhiệm vụ lớn lao cho năm tiếp theo. Năm tới sẽ là năm đặc biệt đối với chúng ta. Theo thỏa thuận của các nhà lãnh đạo chúng ta, nó được tuyên bố là năm nước Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga, như chúng ta gọi nó là năm giao lưu. Đây không chỉ là lễ hội văn hóa rất quan trọng, mà nó bao gồm tất cả các lĩnh vực tương tác của chúng ta. Đấy là những diễn đàn kinh tế lớn. Đặc biệt, chúng tôi đang chờ đợi phái đoàn Việt Nam đại diện vào tháng 6 năm sau tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia khách mời chính, sẽ có thể giới thiệu tiềm năng của mình, giới thiệu không chỉ cho Nga, mà còn cho cả thế giới những cơ hội mới của nền kinh tế Việt Nam. Sẽ diễn ra các cuộc thảo luận khoa học chính, thảo luận về các vấn đề hiện đại nhất trong cuộc sống chung của chúng ta, về an ninh, hợp tác ở quy mô khu vực cũng như quốc tế. Và theo ý nghĩa này, tôi cho rằng Đại sứ quán Nga và Cơ quan Đại diện Thương mại sẽ hợp tác tích cực hơn bao giờ hết với Bộ máy của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bộ máy của Văn phòng Chính phủ Việt Nam, các bộ, các ngành, các công ty, các tổ chức xã hội. Nói tóm lại, tôi nghĩ vào năm tới chúng ta sẽ khó được nghỉ ngơi. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Từ năm 2001 đến nay, gần như năm nào cũng có các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga hoặc đến một trong hai nước. Điều này thể hiện ý chí của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.